Con Ngựa Nhà Phật, tác giả Hoàng Quốc Hải, chương 27. Từ ngày Ngô Tuấn cưới vợ đã thôi hẳn việc học chữ nho ở nhà thầy đồ Lý Công Ẩn trên làng Bái Ân. Thầy bảo: "Con học ta như vậy đã trên 10 năm, các phần văn bài như thơ, phú đến văn sách con đều làm thạo cả. Ta mừng vì con nhập được phần căn cốt của thánh học vào trong tâm, nên văn bài của con vừa có hồn của đạo, vừa có phần của trí lực và cả phách lực của con. Ta chắc con sẽ đem cái sở học ra mà giúp đời." Nói xong, thầy Ẩn đưa cho Ngô Tuấn cuốn Dịch Học. Thầy dặn thêm: "Vào đời, ta chắc con cần cái này. Đây không phải là sách để bói toán, mà là sách để tính toán. Con nhớ việc gì cũng theo chính đạo, lại lấy đức mà hành xử. Ta chắc con sẽ thành tựu. Nhưng nên nhớ, việc gì cũng có thời của nó. Thời chưa đến mà đã hành xử, chắc việc không thành. Thời đến mà bỏ qua, mọi việc đều lỡ mà không bao giờ trở lại nữa. Không thể yếm thế chờ thời, mà phải vận hành để thời hiển lộ. Làm thế nào để nhận biết thời đang hiển lộ ư? Phải minh tâm kiến tính, phải trí huệ quảng bác, lại phải có cả lòng dũng của bậc thánh nhân nữa. Ta nói cái dũng của thánh nhân là nói cái dũng sáng suốt, chứ không phải là sự liều lĩnh của kẻ thất phu, vô minh, vô học. Thôi, thế là đủ rồi, con về đi." Ngô Tuấn cúi rạp người lễ sống thầy giáo ba lễ: "Con xin thầy." Cậu đón lấy cuốn sách từ trong tay người thầy giáo già rồi nói thêm: "Con hứa sẽ hành sự như lời thầy răn dạy." Từ bữa đó, Ngô Tuấn vừa đọc sách vừa luyện võ, tỏ ra có sở trường nhất là môn cưỡi ngựa bắn cung. Chẳng thuộc lại, hệ bắn là trúng hồng tâm hoặc bách bồ xuyên dương như các nhà thần tiễn. Nhưng quả là Ngô Tuấn bắn ít khi sai mục tiêu. Tài nhất là việc Ngô Tuấn cưỡi ngựa, ngựa nào vào tay Tuấn cũng trở nên ngoan ngoãn. Nghe Ngô Tuấn có tài kỵ mã, tài cung thủ, bữa nọ Hoàng Thế Tử vời vào, bèn nói: "Dạo ta cho người đi theo đi dẹp Nam Mang trên mạng Đô Kim Thường Tân Bình Nguyên, chưa thấy ngươi bộc lộ tài cung thủ tài kỵ mã, nay ta muốn mục sở thị." "Dạ bẩm khai hoàng vương, thần cũng như mọi người, học để phòng khi được vương sai khiến." "Ta nghe người ta đồn, ngươi vừa phi ngựa vừa bắn cung, trong khoảng 300 bộ không một mũi tên nào bắn ra ngoài." "Dạ, thần chỉ bắn trúng bia thôi ạ. Người chân tài phải là bách phát bách trúng hồng tâm kia. Bọn ấy là thần tiễn, người thường so sao được." "Vậy thời, ta với ngươi cùng ra trường bắn. Nhưng ta còn nghe nói, ngươi cưỡi ngựa cũng tài lắm. Ngươi giữ thế nào ngươi cũng trị được, có thật thế không?" "Tâu, thần nghĩ việc chinh phục các loài vật khôn khỏe như loài ngựa, không thể đem sức người ra mà trị nó được." "Vậy làm cách nào thuần được nó?" "Dạ, ngựa là giống tinh khôn, nó tự nhận ra ai là chủ nó, hoặc người muốn là chủ nó phải hội đủ ba điều." "Đó là những điều gì?" Thái tử hỏi. "Dạ, trước hết là cái uy của người làm chủ, hai là cái tình của người làm chủ, ba là cái duyên giữa chủ và con vật. Dạ, dùng sức mạnh đôi khi cũng cưỡng chế được, nhưng khi lâm trận, khi gặp hung hiểm, con vật sẽ không tận tâm với chủ." Khai Hoàng Vương cho gọi viên giám mã, cả ba người cùng ra tàu ngựa. Thái tử bảo viên giám mã: "Trong đám này, theo ngươi có ngựa nào hay nhất?" "Tâu Thái tử, con sắc quyền kia có tướng lạ. Con ấy là loài ngựa chiến hay lắm đấy ạ, nhưng nó là loại ngựa kén chủ, không phải ai cũng nhảy được lên mình nó mà ra rồi." "Vì sao?" Thái tử hỏi. "Tâu, Thái tử nhìn cái chòm lông trắng trên đầu nó kia, đấy là cái khoái lợt. Ngựa có khoái trên đỉnh đầu lợt là ngựa quý, nhưng hai trái tính và kén chủ." "Nhưng nó có phản chủ không?" "Dạ không, ngựa là giống vật có nghĩa còn hơn cả chó. Nó chỉ không phục tùng người không phải chủ nó. Những con ngựa chiến hay,
nó còn không chịu cho người tướng nhát hèn làm chủ nó. Vậy thì ta tặng cho Ngô Tuấn con ngựa hay nhất của cả tàu ngựa. Ngươi lấy bộ cương nạm bạc ra đây, để ta tặng cho người kỵ sĩ này. Nói xong, thái tử vỗ vai Ngô Tuấn cười hễ hả. Ngô Tuấn đưa tay ngăn người giám bả. Tâu hoàng thái tử, kỵ sĩ được ban ngựa quý là điều phúc hạnh. Thần xin cảm tạ cái ơn tri ngộ của bề trên. Nhưng xin thái tử gia ân, giám mã hãy khoan lấy yên cương, để thần thử làm quen với nó xem sao đã. Xin được hỏi, thái tử đã đặt tên cho nó chưa ạ? Thái tử lắc đầu, quay ra hỏi. Giám mã, ngươi đã đặt tên cho con sắc huyền ấy chưa? Tâu ngựa quý, giám mã không được phép tự tiện đặt tên. Vậy thời ngươi đặt tên cho nó. Nào, Ngô Tuấn, ngươi thử đi. Giám mã, ngươi dắt ngựa ra đi. Ngô Tuấn định thần theo dõi con ngựa từ trong tàu ngựa dắt ra. Bốn vó, thon dài, mình lẳng, bắp chân lẳng, sắc lông đen nhánh như thoa dầu, đuôi dài tới khoeo chân, bờm dày được cắt xén tinh tươm. Con ngựa vừa bước ra khỏi tàu đã bắt gặp cái nhìn thiện cảm của Ngô Tuấn. Nó chớp mắt và lắc bờm dừng lại ở giữa sân. Ngô Tuấn đón lấy dây cương từ viên giám mã, chàng ghé vào tai con ngựa quý nói nhỏ. Hoàng thái tử, tặng ngươi cho ta. Nếu ngươi ưng làm bạn cùng ta thì từ nay ta với ngươi gắn bó. Tên của ngươi là Huyền Vũ, tức là con ngựa đen chạy như bay. Nhớ nha, tên ngươi là Huyền Vũ. Ngô Tuấn nhắc lại một lần nữa. Chàng lấy đà nhảy nhẹ như người phi thân trên lưng ngựa, rồi cho chạy nước kiệu một vòng sân trước sự kinh ngạc của thái tử và cả viên giám mã. Kỳ lạ nhất là lần đầu tiên Ngô Tuấn cưỡi con ngựa dữ lại không có yên cương, mà nó ngoan ngoãn tuân phục như một người chủ cũ. Tới trước thái tử, Ngô Tuấn xuống ngựa, vái thái tử hai vái. Vậy là thần đã có duyên với con ngựa này. Đa tạ thái tử đã ban cho một vưu vật. Thần với con Huyền Vũ này xin được thờ thái tử đến trọn đời. Thái tử Nhật Tôn vui vẻ nắm lấy bàn tay Ngô Tuấn với tất cả sự tin yêu thầm lặng. Đoạn chàng nói, từ nay, ngươi là người của phủ Long Đức. Ta sẽ tâu việc này lên phụ vương. Trước hết, ta ban cho ngươi tước kỵ mã hiệu úy. Việc xem ngươi bắn cung, ta sẽ các xem vào lúc đã. Nghe truyện audio. Thôi ngươi về đi, khi nào cần ta cho triệu. Ngô Tuấn ra về với con ngựa quý, lòng chàng hân hoan, tưởng không có niềm vui nào so sánh được. Các bạn có thể vào diễn đàn Hột Mít tải truyện về nghe miễn phí. Lại nói từ khi là Tam Vương tới nay đã hơn 10 năm. Mấy năm trước, Đông Chinh Vương Lực Thất Lộc vì ốm lâu ngày không chịu uống thuốc, không hiểu tại số hay bởi Vương Lực giận ta. Từ sau cái chết của Đông Chinh Vương, vua Thái Tôn cảm như bị ám ảnh bởi tình cốt nhục. Có khi nhà vua tự hỏi, liệu ta có xử tệ với mấy người anh em không? Nhưng vẫn còn đâu đây lời chê trách của các quan, nhất là các giám quan cho là ta nhu nhược. Bữa trước ta có ghé thăm phụ Khai Quốc Vương, lại gặp cả mấy vị thiền sư, đạo sĩ đang cùng Khai Quốc Vương sướng họa. Lúc ta đến thấy vị đạo sĩ đang ngâm: Viễn phù Thái Sơn siêu Bắc Hải, ngưỡng phao trụ trượng nhập thiềm cung. Sách bổng Thái Sơn về Bắc Hải, ngước trong gậy vững tới cung thềm. Vị thiền sư ngâm tiếp: Tùng nhang thích cầm hưởng, manh giả vọng thiềm thự. Kẻ điếc nghe đàn sáo, người mù ngắm trăng sao. Đến lượt Khai Quốc Vương vừa nhấp rượu vừa ngâm: Thử thì thuyết đạo hãn tri âm, chỉ vị như tư đạo tán tâm. Hề tự tử kỳ ta sẵn sấm, thỉnh lai nhất đạo bá nha cầm. Thời nay bàn đạo ít tri âm, vì đạo ngày nay đã mất tâm. Ai giống tự kỳ nghe nhạc giỏi, bá nha đàn thoảng hiểu tình thâm. Ta chợt hiểu tâm trạng của Khai Quốc Vương vẫn bị buộc trói chứ chưa giải thoát được. Bèn đọc: Thu lai lượng khí sản hung khâm, bác đấu tài cao đối nguyệt ngâm. Kham tiếu thiền gia si độn khách, vi hà tương ngữ dĩ truyền tâm.
êm dịu hơi thu mát cõi lòng, tài thơ ngâm chọi bóng trăng trong, cửa thiền những thẹn người si độn, để lại câu gì nghĩ chữa thông. Hai vị thiền sư và đạo sĩ liền đứng dậy vái ta một vái, tỏ ý khâm phục. Khai Quốc Vương sụp xuống lệ ta một lễ và nói: Hoàng thượng quở, thần xin chịu tội. Ta nâng Khai Quốc Vương đứng dậy nói lời an ủi: Vương đệ phải xả bỏ đi, không nên đắm chìm vào dĩ vãng. Vương đệ giao du với các bậc thiền sư đạo sĩ, nếu có lòng mộ đạo, theo Phật hay theo đạo, nào có hề hấn gì, quy về đạo nào cũng được, nhưng phải nhiếp cái tâm, phải quy tâm nhất xứ thì mới hồi hướng, mới đạt tới sự giác ngộ. Nói xong, ta cáo biệt. Khai Quốc Vương chạy theo tiện ta ra cổng, lại nói: Thần xin lĩnh ý hoàng thượng. Vương đệ thật là khách sáo, vương đệ vẫn còn giận ta. Ta nhìn thẳng vào Khai Quốc Vương và hỏi: Có lúc nào vương đệ tự nhìn vào bổn tâm mình chưa? Khai Quốc Vương cúi mặt có ý ngượng. Đêm ấy về cung, ta không ngủ được, thấy ta trằn trọc, Kim Thiên Mai Hoàng hậu bèn hỏi nhỏ: Dám xin vương thượng cho thần thiếp biết, chẳng hay trong hậu cung hay trong triều có điều gì làm vương thượng phải bận tâm, khiến đêm khuya mà không an giấc điệp? Ta cũng chẳng giấu nàng làm gì. Kể từ sau cái chết của Đông Chinh Vương, khiến ta thương cảm mà ái nái. Lại chiều nay qua phủ Khai Quốc Vương, ta thấy vương thoái chí quá, bi phẫn quá, mà dường như đệ ấy vẫn còn giận ta. Vậy chứ vương thượng có quả trách gì Khai Quốc Vương không? Ta cũng chỉ răng nhẹ thôi, biết rằng đệ ấy không chịu sửa đổi. Thiếp nghĩ Khai Quốc Vương bực giận vì chuyện ở dưng không được giao trọng trách gì. Vương thượng ngẫm mà xem, người có tài mà không được giao việc, có khác chi người bị đi đài? Còn gì khổ hơn thế nữa? Bệ hạ thử lượng xét, thể tất lỗi lầm mà giao việc cho vương đệ được không? Vua Thái Tông thở dài: Khi tiên đế còn sống, người thường bảo, trong mấy đứa con thì chỉ có bồ là sắc sảo tài cán hơn cả. Nhưng rồi người lại chép miệng: Phải cái nó hẹp lượng quá, nó không chịu thừa nhận ai ngoài nó. Người thiếu đức khoan dung không làm được việc lớn, không đứng đầu thiên hạ được. Vì lẽ đó, ta không thể giao việc cho đệ ấy được. Đến bây giờ nghĩ lại các việc đệ ấy làm khi trọng trấn Hoa Lư, ta vẫn còn rùng mình. Ai lại đường đường một vị hoàng tử mà lại giả danh giặc cướp, đi cướp của giết người, đi chặn đường đòi mãi lộ? Tiếc thay, các việc ấy Khai Quốc Vương đều khéo che bịch, nên tiên đế cũng không được biết. Sau khi tiên đế băng, đệ ấy còn định biệt lập giang sang, hùng cứ một phương. May mà ta sớm tỉnh ngộ, đoạn diệt được mưu đồ của đệ ấy. Tâu hoàng thượng, thế thì có gì mà hoàng thượng phải bận tâm? Ta bận tâm là bận tâm ở chỗ khác, tức là Uy Minh Hầu Nhật Quang kia, chàng hoàng tử thứ 8 của tiên đế, cậu em út của ta. Các anh lớn thì được phong vương, còn Nhật Quang chỉ được phong tước hầu, tới nay cũng chưa được trao trọng trách gì. Ta nghe bên cơ mật viện tâu báo thì Nhật Quang có đức nhẫn nhịn, chịu học hỏi mà an phận, chứ không oán vọng gì. Thần thiếp là phận nhi nữ, không dám can vào việc triều chính, nhưng tình thật đáng nên thương. Bệ hạ là vua của cả nước, bệ hạ lại là quyền huynh thế phụ, xử sự thế nào để các em phải tâm phục? Xử sự thế nào để sự sanh còn lưu truyền như một tấm gương cho hậu thế? Nàng khỏi phải lo, ta đã có chủ kiến rồi. Ta định nay mai sẽ sai Nhật Quang vào coi châu Nghệ An, tức vùng Châu Hoang trước. Ta mới cho đổi tên từ năm Bính Tý. Châu Hoang có biên cương với Chiêm Thành, đó là vùng đất nghịch, phải cử người tâm huyết trấn giữ ta mới yên tâm được. Bệ hạ đã có chủ đích thế thì nên làm sớm đi. Chắc chỉ vài ngày tới đây, sau khi ta gặp Nhật Quang, yên ủi rồi cho đi ngay thôi. Mọi sự đang yên bình thì Tri Châu Quảng Nguyên cho chạy ngựa lưu tinh đem hỏa bài về triều cấp báo. Nùng Trí Cao
vùng với mẹ y là Ả Nùng tự động Loi Hỏa, lại về chiếm cứ Châu Thắng Do, tự lập làm vua, đổi châu ấy là nước Đại Lịch, xin bệ hạ cử binh lên đánh dẹp. Xem xong, vua Thái Tông ném hỏa bài vào chân cột điện với vẻ bực giận. Vua nói: "Trước đây, cha nó là Nùng Tồn Phúc làm thủ lĩnh Châu Thắng Do, em trai Phúc là Nùng Tồn Lộc làm thủ lĩnh Châu Vạn Nhai, em vợ Phúc, tức là em trai của Ả Nùng, là Đương Đạo làm thủ lĩnh Châu Vũ Lập, liên thủ với nhau chiếm những phần đất ấy nằm trong Châu Quảng Nguyên của ta, thường chịu sự sai khiến của triều đình và tứ thời nạp cống các thổ sản như triều đình quy ước, nên ta cũng bỏ qua để anh em nhà nó ăn lộc giữ đất cho ta. Thế mà nó trở mặt không nộp đồ cống. Rồi năm Kỷ Mão, Tồn Phúc lập mưu giết cả em trai và em vợ, thâu tóm ba châu, đắp thành kiên cố, đổi châu thành nước, đặt tên là nước Trường Sinh, tiếm xưng vị hiệu là Chiêu Thánh Hoàng Đế, lập vợ là Ả Nùng làm Minh Đức Hoàng Hậu, phong con trai cả là Nùng Trí Thông làm Nam Nha Vương. Năm ấy ta đã thân chinh đánh dẹp, truy vào tận hang ổ bọn chúng, bắt sống cho con Tồn Phúc và đồng bọn, cả thảy năm đứa, lại sai Phan Phẳng Thành Trì về kinh sư. Ta đã vào cáo trong nhà Thái Miếu, làm lễ hiến phù, rồi sai chém cả năm đứa điêu đầu ngoài chợ kinh đô suốt 3 ngày để răn những kẻ manh tâm phản Phúc. Trận ấy ta để sống mất Ả Nùng và con nó là Nùng Trí Cao. Vậy mà mẹ con nó không biết ta đã mở cho con đường hiếu sinh, còn dám vuốt nanh cọp chọc giận ta. Hôm sau, vua cho triệu hai bang văn võ thiết triều, các quan tề tụ, nhà vua bố cáo cho cả triều thần biết các việc trên biên ải, kể cả việc Nùng Trí Cao làm phản. Các quan đều nói lên sự căm giận, xin nhà vua cho đi đánh dẹp. Thái úy Quách Thịnh Dật, uy vệ thượng tướng quân Vũ Ba Tư cùng nhiều tướng khác đều hăng hái xin nhà vua cho đi bắt Nùng Trí Cao về trị tội. Các quan bàn bạc hồi lâu, nhà vua bèn quyết: "Ta cho Khai Hoàng Vương lĩnh ấn Đại Nguyên Soái, Thái úy Quách Thịnh Dật làm phó đô Đại Nguyên Soái, đem theo 5.000 quân đi bắt Nùng Trí Cao về cho ta trị tội. Các khanh nên nhớ, lời ta là bắt nó chứ không phải giết nó. Vạn bất đắc dĩ, nếu nó chống cự quyết liệt đến cùng thì mới phải giết. Chỉ còn non 1 tháng nữa là Tết, ta chắc bọn này đang hí hửng lo ăn Tết mà lơ là phòng bị. Các khanh cho quân đi đánh gấp, đánh vào chỗ giặc bất ngờ, tất nhàn sức quân." Khai Hoàng Vương nhận ấn ra quân với niềm vui khôn tả. Chàng cho triệu ngay Thái úy Quách Thịnh Dật và cả Ngô Tuấn vào cung Long Đức. Vương nói: "Ý của phụ vương ta là muốn đánh nhanh, thắng nhanh. Vậy Thái úy lo quân sổ quân lương, cần mấy ngày thì có thể lên đường được." Thái úy tần ngần giây lát rồi đáp: "Thần cứ nghĩ, đi đánh một Nùng Trí Cao, một tên giặc cỏ mới ngóc đầu dậy, liệu có cần đến 5.000 quân không? Vậy theo ông ta nên lấy bao nhiêu quân là chắc thắng? Ông có biết lực lượng của họ Nùng có được mấy đô quân, cả khí cụ của nó có gì lợi hại so với quân ta không? Lần trước ông theo hoàng thượng đi dẹp cha hắn, ông thấy sức quân nó thế nào?" Tâu Hoàng Thế Tử: "Thật ra thì quân chúng là quân ô hợp, không có sức chiến đấu như quân triều đình. Lần trước ta kéo đại binh lên, cha con Tồn Phúc sợ mất mật, bỏ cả thành trì mà chạy. Quân ta truy đuổi, tìm tới nơi chúng ẩn nấp thôi, chứ có phải đánh chát gì đâu. Bởi vậy lần này theo thần chỉ nên đem theo 1.000 quân là đủ. Nhưng cho người nói phao lên ta đem hơn 10.000. Tuy vậy ta phải ém quân đón lỏng các ngã đường, không cho bọn nó thoát sang đất nhà Tống." Ngô Tuấn vị tướng trẻ lần thứ hai được cho ra trận, nhưng trong đầu chàng kỵ mã đô úy này chất chứa cả núi Kinh Luân, những mong đem ra thi thố. Ngô Tuấn xin nói: "Tâu Khai Hoàng Vương, đúng như Thái úy nói, ta không nên đem nhiều quân làm gì, để lại chậm bước tiến, chi bằng ta đem ít nhưng thuần quân tinh nhuệ. Ví như ta dùng kế của Thái úy làm kế phản gián, tức là rỉ tai người của họ nơi chợ búa, rỉ tai ngay cả bọn quân lính của họ, rằng quân của triều đình rải vây từ đâu đến đâu,
những ai đã trông thấy quân ấy đông như kiến. Dân chúng và cả lính tráng của họ cứ đồn thổi như thế. Nổi trong 3 ngày thì không có chỉ quân nó, mà ngay bọn đầu lĩnh cũng hoang mang ngơ ngác. Giữa lúc ấy, ta cho một kỵ đội đánh thẳng vào trung tâm sào huyệt giặc. Còn bên ngoài độ 3-4 đô quân nỏ cứng, giáo dài, bao vây phục sẵn. Thần tin là chúng sẽ trở tay không kịp, chạy cũng không kịp, mà chỉ có đầu hàng là thượng sách. Nghe Ngô tướng nói có vẻ lọt tai, gương mặt thái tử cứ nở dần ra, tươi dần lên. Chàng nói: "Ta nghe kế của Ngô tướng có thể dùng được, tụ trung cũng không vượt ra ngoài kế của thái quý. Có điều rằng kế này là dung hợp cao ý của cả thái úy và kỵ mã đô úy. Thái quý thử tính xem liệu có dùng được kế này không?" "Theo thiện ý của thần, kế của tiểu tướng quân là dùng được, nhưng phải hội đủ 2 điều sau đây. Một là bất ngờ, 2 là thần tốc và dũng mãnh. Song muốn việc thực hiện được hoàn hảo thì trước đó phải làm cho tinh thần chúng, từ đầu lĩnh tới lính tráng và cả dân chúng trong vùng đều hoang mang, hãi sợ và chờ đón một cái gì đấy không rõ rệt. Và nữa, đòn đầu tiên phải đánh trúng vào sào huyệt chúng, đánh trúng đầu não của chúng. Do vậy ta rất cần người địa phương thông thuộc cả đường chính lẫn đường ngang lối tắt đưa dẫn. Việc này theo ta không khó. Sớm mai ta sẽ sai người lên gặp Châu Mục, Châu Quảng Nguyên, khẩu dụ cho y phải làm 2 việc ấy: phao tin quân ta kéo lên đông hàng vạn vạn người, và tìm người thông thuộc dẫn đường cho đại quân. Tàu nếu ta dùng quân tinh nhuệ thì ngay tối mai bí mật lên đường đã được chưa?" Ngô Tuấn hỏi. "Ta nghĩ tối mai hành quân có nhẹ kịp. Ý thái úy thế nào?" "Tàu, thần cho rằng việc chuẩn bị cho 1.000 quân ra trận không hề đơn giản một tí nào. Thái tử cứ cho thư lại vài ngày để việc nội gián, tức là phao tin trước mấy ngày cho quân kia hoang mang đã. 3 ngày nữa ta hành quân thần tốc, chắc bọn Nùng Trí Cao trở tay không kịp. Còn sắp xếp tiền quân, hậu quân, trung quân thế nào nên trù liệu từ bây giờ đi. Thái quý tính kỹ lại xem, phụ vương cho ta 5.000 quân mà ta chỉ đem theo 1.000. Lỡ quân kia lực lượng đông hơn ta tưởng, lại canh phòng cẩn mật thì sao? Nếu đánh không thắng sẽ làm mất mặt quân triều đình. Nhưng vạn nhất mà thua, nếu ta không mất đầu cũng mất ngôi thái tử. Tàu, theo thần 1.000 quân kể cũng hơi nhiều. Nếu thái tử còn băn khoăn, thần xin làm tờ quân lệnh để cam kết." Ngô Tuấn loay hoay cụng cựa như muốn nói. Thái tử bèn dục: "Kỵ mã đô úy có cao kiến gì khác?" "Thần xin được dẫn đầu đội kỵ mã đánh vào sào huyệt giặc. Thần cũng xin làm tờ quân lệnh." Cả hai người đều ý hợp tâm động, đều làm tờ quân lệnh, cam kết lấy sinh mệnh ra bảo đảm. Ta còn biết nói gì hơn nữa? "Vậy ta sắp đặt như sau: kỵ mã đô úy lĩnh kỵ đội 1 đô quân. Kỵ đội này chính là đạo tiền quân do kỵ mã đô úy Ngô Tuấn chỉ huy. Phụ theo kỵ đội là 2 đô quân cung thủ giáo mát. Việc hiệp đồng thế nào là do kỵ mã đô úy sai khiến. Ta giữ trung quân gồm 3 đô thiên thuộc. Ta sẽ tiếp ứng cho tiền quân hoặc hậu quân là tùy thuộc vào diễn biến của mặt trận. Thái quý nắm giữ hậu quân gồm 4 đô quân bộ, 2 đô quân tiếp lương. Tiền hậu trung quân phải luôn thông tin tức và ứng cứu cho nhau. Ta tạm sắp đặt như vậy. Thái quý là người lớn tuổi, lại quen thạo việc binh đánh dẹp nhiều lần. Tuy chỉ giữ ấn phó đô đại nguyên soái, nhưng phụ vương ta đặt niềm tin vào thái úy." Thái tử sắp đặt như thế là hợp lý. Điều thần băn khoăn nhất là kỵ đội. Sự thành bại của trận đánh này nằm trong tay người đứng đầu kỵ đội. Nếu để Nùng Trí Cao chạy thoát, trận đánh trở nên không có ý nghĩa. Nếu để Nùng Trí Cao bị chết trong lúc giao tranh, trận đánh mới chỉ thành công 1/2. Chỉ có bắt sống Nùng Trí Cao, đạp đổ sơn trại, tha những người theo nó, cho họ trở về quê quán làm ăn, lập lại sự yên bình cho dân chúng, như thế mới được coi là thắng lợi hoàn toàn. Tuy vậy, thần vẫn còn một băn khoăn. Thái úy cứ nói thẳng ra. "Như thần đã nói, sứ mạng của kỵ đội là linh hồn của trận đánh. Không thể nói là thần không tin vào kỵ mã đô úy. Nhưng so giữa thần với Ngô tướng quân, thần từng
trải trận mạc hơn. Thần lại là phó đô đại nguyên soái, thế mà việc lớn lại trao vào tay vị tướng trẻ. Đấy là chỗ thần chưa thật sự yên tâm. Thái tử hết nhìn Thái úy lại nhìn Ngô Tuấn. Thật lòng chàng cũng thấy băn khoăn như điều Thái úy vừa nói. Chợt nhớ lời phụ vương thường răn dạy, Thái tử bèn nói: trong một trận đánh mà từ tướng đến quân, ai cũng quên mình, lăn xả vào nơi nguy hiểm nhất, biểu thị trận đánh ấy xuất phát vì nghĩa chứ không phải vì lợi. Đánh nhau như thế, trăm trận trăm thắng. Trong một trận đánh mà người tướng chỉ huy xông vào chỗ nước lửa gian nguy nhất, thì đó là một hành vi thần giáo, ắt sẽ được kích thích được lòng quả cảm của mọi người. Và đó là biểu lộ ý chí muôn người như một. Một đội quân như thế là một đội quân bách chiến bách thắng. Ta đang có trong tay những vị tướng và những binh sĩ như vậy, mày thài. Song phải có một trong hai người nắm giữ kỵ đội đánh vào hang ổ giặc. Hay là để ta cùng Ngô tướng quân cùng trong kỵ đội, còn Thái úy nắm giữ cả trung quân, cả hậu quân thay ta luôn thể, được không? Thái úy lắc đầu: tâu không thể được. Thái tử là linh hồn của trận đánh, phải có mặt ở trung quân để các tướng còn có chỗ mà xin ý chỉ. Nay Thái tử lại bỏ trung quân đi lãnh nhiệm của một tướng tiên phong, đâu có hợp với phép cầm quân. Giữa lúc Thái tử và Thái úy đang băn khoăn cân nhắc ai lãnh kỳ đội, Ngô Tuấn biết rõ mối quan tâm của Thái úy, bèn nói: tâu hoàng Thái tử, kính bẩm Thái úy, Ngô Tuấn tôi xin được làm tờ quân lệnh, cam kết nếu để nụng trí cao chạy thoát, nếu sơ sẩy để kỳ đội không hoàn thành trách vụ, tôi xin chịu tội. Như Thái úy nói, việc ấy là của tướng tiên phong, tôi vừa trẻ vừa quen thạo việc cung thủ, hà cớ gì tôi không được đảm đương công việc. Ngô Tuấn nói đúng đó, ta bằng lòng để Ngô Tuấn làm tướng tiên phong phá giặc Nùng. Còn cam kết quân lệnh viết lúc này là cần lắm, bởi nó nhằm đề cao tính kỷ cương cho binh sĩ noi theo. Thấy Thái tử nghiêm lệnh, Thái úy bèn thưa: thần tuân chỉ. Ngày Nhâm Ngọ, giờ Tuất, tháng Trọng Đông, quân bộ xuống thuyền nhằm hướng Quảng Nguyên xuất phát. Còn quân kỵ chia thành từng tớp, từ 5 đến 10 kỵ sĩ đi ven rừng đóng giả quân tuần thám, tớp nọ cách tớp kia chừng nửa dặm đường. Tới các lối rẽ phải có dấu hiệu báo hiệu cho tớp đi sau để không bị lạc nhau. Ngày Ất Dậu, giờ Sửu, quân đã đổ hết lên bến, còn quân kỵ đã về nơi đồn trú trước một ngày. Quân bộ đã ăn uống no đủ từ dưới thuyền, khi lên bờ chia thành từng đô, đi theo từng mũi tiến quân có thám báo người địa phương dẫn đầu và đoạn hậu. Trong khi đó, Ngô Tuấn đã có cả một ngày lên Sa Bàn, nơi sào huyệt của Nùng Trí Cao. Đường đi lối lại, các nơi suối sông, rừng rậm, hang hốc mà Trí Cao có thể lẩn trốn khi bị vây hãm. Lại có cả một buổi tối, thám báo địa phương dẫn Ngô Tuấn và tùy tùng đi thực địa theo địa hình tiến quân. Lại nói quan địa phương được khẩu dụ của Khai Hoàng Vương phải phao tin đại quân triều đình đang rầm rập tiến về Quảng Nguyên để ra uy sấm sét. Tin đồn thổi nhanh hơn người ta tưởng, mẹ con Nùng Trí Cao bèn họp tả hữu trấn an. Lúc đầu, ả Nùng còn cao giọng nói cứng: 2 năm trước, vì Chiêu Thánh Hoàng đế cùng Nam Nha vương vị bị quân triều đình tiến đánh bất ngờ, nên quân ta lâm vào thế thất lợi. Nay ta đã biết trước phòng bị đầy đủ, quân triều đình lên đây, ta sẽ không cho một tên nào chạy thoát. Các tướng cứ lo việc khao quân đi là vừa. Nùng Trí Cao mặc long bào, đội mũ xung thiên, tay vung bảo kiếm sáng lóa chém lên không, hét to: ba quân nghe lệnh ta, các người hãy mở mắt ra mà xem, ta sẽ chém quân triều đình như chém chuối. Nói xong, Cao lại chém thanh bảo kiếm vào không khí, rồi múa một vòng quanh đầu, trước khi tra nó vào chiếc bao mạ vàng đeo lủng lẳng bên sườn phía tả. Ấy là tinh thần của mẹ con Nùng Trí Cao mới nghe tin đồn ngày thứ nhất. Nhưng tin đồn cứ âm ỉ trong quân và cả trong dân, mỗi ngày một dồn dập hơn. Tới sẩm chiều ngày thứ hai, trong quân đã lác đác có kẻ bỏ trốn. Và qua đêm thứ hai tới sáng ngày thứ ba, Nùng Trí Cao cho điểm quân và họp tả hữu, đã thấy số quân chỉ còn một nửa. Tả hữu cũng có vài người đem theo vợ con trốn đi từ nửa đêm. Thấy tình thế nguy ngập, Nùng Trí Cao hạ lệnh đóng 4 cửa thành.
Kẻ nào tự ý ra khỏi thành mà không có hỏa bài, lính bắt được chém ngay không cần tàu báo, lại cho quân canh nghiêm cẩn tuần tra suốt ngày đêm trên mặt thành. Ấy là trí cao nối cứng thế thôi, và canh giữ cũng chỉ là tự trấn an, chứ lòng quân đã xuống lắm rồi. Mẹ con Ả Nùng đã bàn nhau kế thoát thân kẹo như lần trước. Nùng Tồn Phúc, Nùng Trí Thông vì không lượng sức nên hai cha con đều mất mạng. Ả Nùng hỏi con: ngươi định thế nào, đánh lại quân triều đình hay là chạy trốn? Quân đâu mà đánh, chúng nó bỏ trốn quá nửa rồi. Nùng Trí Cao trả lời mẹ một cách uể oải: thế thì mẹ con mình trốn đi thôi, còn chờ quân triều đình đến trói à? Là Minh Đức Hoàng hậu, bà nói thế mà không biết ngượng à? Giặc chưa đến đã định dân thành, nợp mạng sao? Ả Nùng nghĩ tình thế không thể nấn ná, và cũng chẳng trông cậy gì ở thằng con bất trị này. Mụ lẳng lặng về dinh, rồi luồn đường hầm qua thành, bỏ trốn. Chẳng may cho mụ, tướng Ngô Tuấn đã cho quân phục, nên bắt gọn Ả Nùng cùng mấy kẻ tùy tùng. Lại nói đại quân sau khi đổ bộ lên bến nghỉ ngơi và chỉnh bị hàng ngũ, một khắc canh giờ sau, thái úy ra lệnh công thành. Pháo nổ rang từ bốn cổng thành, trống thúc, chiên khua, quân reo như lông trời lở đất. Trời bừng sáng và hàng ngàn ngọn đuốc cùng lúc bật lên. Trong khi đó, Ngô Tuấn đã cho quân luồn qua đường hầm vào hết trong thành, bao vây kính dinh của Trí Cao. Khi bên ngoài bật hồng thì bên trong quân đã bắt gọn Nùng Trí Cao và Liêu Thuộc, lập tức sai quân phóng hỏa đốt trung quân của Trí Cao. Thấy lửa cháy từ trung tâm, quân Trí Cao rối loạn tụ vào một góc thành. Tướng Ngô Tuấn sai Trí Cao kêu gọi quân chúng đầu hàng. Quân ta lập tức ra mở cổng thành đón đại quân vào. Trận đánh nhanh gọn, quân triều đình không có tổn thương gì. Phía Nùng Trí Cao có vài chục người bị say xước, do sợ hãi chạy vấp ngã, hoặc bị rào tre gai cào rách áo quần, rách da, rách mặt. Giải giáp khí giới đám hàng binh xong, thái úy Quách Thịnh Dật bắt chúng tạ ơn khai hoàng vương. Tất thải đám tàn quân còn chưa hết sợ hãi, khấu đầu: tạ ơn khai hoàng vương tha mạng sống, tạ ơn khai hoàng vương tha mạng sống. Khai hoàng vương chỉ gật đầu, vẫy tay cho phép đám hàng binh ngồi xuống, rồi ghé tai thái úy nói nhỏ: ông thay mặt triều đình quý lạo họ, khuyến dụ cho họ trở về quê quán làm ăn lương thiện, cấp tiền cấp gạo cho họ ăn đường. Thái úy phủ dụ đám hàng binh xong, sai viên quản nhiệm quân lương tạm trích tiền và lương của quân triều đình cho họ, rồi thả hết cho về quê quán. Lại dặn kỹ không được dại dột nghe theo những người nổi loạn chống lại triều đình, có ngày mất mạng. Mọi người rối rít lại tạ, rồi lĩnh tiền lĩnh gạo, loáng cái họ đã tản đi hết. Viên Châu Mục, Châu Thức Nguyên do phối hợp với quân triều đình rất là đắc dụng, từ việc phao tin đồn vào thành, tìm người nhà của các thuộc hạ và binh lính của Nùng Trí Cao, nói kính nói hở cho họ biết triều đình sẽ cử đại binh đến tiêu diệt mẹ con Ả Nùng. Vì thế họ mới vào thành rỉ tai đám quân sĩ là người nhà của mình nên tìm đường thoát thân. Rồi mỗi người lính, mỗi thuộc cấp của Nùng Trí Cao lại rỉ tai một người bà con hoặc một người bạn thân khác. Vì thế trong quân của Nùng Trí Cao mau chóng trở nên rối loạn. Cho tới khi quân triều đình áp sát thì hàng ngũ của Nùng Trí Cao thực chất đã tan vỡ. Làm xong các việc, ba ngày sau, quân triều đình rút về kinh sư báo tiệp. Các bạn đang nghe truyện Con Ngựa Nhà Phật của tác giả Hoàng Quốc Hải. Truyện do Alphabet và website hotmix.com thực hiện.